Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào quý vị, quý anh chị và các bạn. Nhằm hưởng ứng chương trình sale lớn nhất trong tháng 11, ngày 11 tháng 11, 2020, cửa hàng nông cơ Duy Hải xin gửi tới quý anh chị chương trình khuyến mại đặc biệt. Quý anh chị mua những cái sản phẩm máy cưa xích, máy cắt cỏ và một số món phụ tùng. Và bên em sẽ sale giảm giá đặc biệt, giá sẽ giảm từ vài trăm ngàn. Rồi có những cái sản phẩm thì bên em chưa dọn rửa vệ sinh còn nguyên đất Nhật cũng sẽ gửi tới anh quý anh chị. Anh chị nào cảm thấy nó vừa túi tiền và mình đang có nhu cầu sở hữu một con máy Nhật thì xem live stream được phát trực tuyến trên Facebook hay là YouTube vào lúc 18 giờ chiều ngày 11 tháng 11 2020. Rất mong là quý anh chị đón theo dõi và đăng ký kênh YouTube Thắng Makersix Nông Cơ Duy Hải và Facebook Thắng Makersix hay là fanpage của bên em sẽ phát trực tuyến trên đấy. Quý anh chị nào quan tâm thì hẹn mọi người vào 18 giờ chiều ngày 11 tháng 11. Chắc chắn trong cái đợt sale này sẽ làm hài lòng tất cả các quý khách. Cảm ơn mọi người. Cửa hàng nông cơ Duy Hải Thắng Máy Cưa Xích xin kính chào quý khách. Tự hào là một trong những cửa hàng mua bán, sửa chữa, bảo hành uy tín chất lượng nhất tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Tọa lạc tại địa chỉ ấp 3, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hotline 0337019191, 0974644973. Chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm máy móc phục vụ nông nghiệp như máy cưa, máy phát cỏ, máy xịt thuốc, động cơ xăng và các loại phụ tùng thay thế. Với sản phẩm chất lượng nhất, giá thành tốt nhất, cam kết sẽ làm hài lòng quý khách. Đặc biệt, chúng tôi miễn phí giao hàng toàn quốc. Nông cơ Duy Hải Thắng Máy Cưa Xích, uy tín tạo nên thương hiệu. Xin trân trọng cảm ơn.